Trong tất cả các ngôi nhà ấy, thì đều có cái điểm vượng nhất và điểm xấu nhất. Thì khi mà điểm xấu nhất gọi là điểm tử ấy, thì được kích hoạt bằng thạch thủy bình như vậy, có thủy ấy, thì lại thành một cái điểm kích phát cực kỳ lớn cho ngôi nhà. Cho nên là đây là một trong ba cái yếu tố để kích phát mạnh nhất cho ngôi nhà, đó chính là cái điểm kim long, điểm tử này. Giới thiệu các bạn là hôm nay mình trở lại thành phố Vinh để thăm lại khách hàng cách đây hơn một năm. Bên mình có tư vấn để thiết kế kiến trúc phong thủy ngay từ đầu của một cái dự án khu đô thị tại thành phố Vinh. Đây, đây là một cái khu đô thị cao cấp tại thành phố Vinh. Thì ngôi nhà này là ngôi nhà mà hướng Bắc nhưng mà hướng Quý. Hướng Quý thì trong cái ngôi nhà này nó sẽ có những cái điểm nhấn về phong thủy mà bên mình tư vấn. Xin mời các bạn có thể đi vào bên trong để hình dung ngôi nhà hướng Bắc hướng Quý ấy, thì sẽ dao động mặt tiền ấy, nó sẽ ở cả sơn quý và sơn xỉu. Thì cửa là phải mở ở nơi vượng khí, tức là cửa chính đang mở cổng chính là đang ở sơn xỉu, mà cửa cũng là ở sơn xỉu, để hai cái sẽ cộng hưởng với nhau, cùng hưởng vượng khí trong cái thời vận vận chín này. Và một cái điều cực kỳ đặc biệt nữa là trong cái vận chín này với nhà hướng Quý thì điểm tử, điểm kim long sẽ nằm ở khảm, cho nên là sẽ có một cái thạch thủy bình lớn ở khảm. Cái này là một cái điểm kích phát lớn nhất của ngôi nhà. Đấy, trong tất cả các ngôi nhà ấy, thì đều có cái điểm vượng nhất và điểm xấu nhất. Thì khi mà điểm xấu nhất gọi là điểm tử ấy, thì được kích hoạt bằng thạch thủy bình như vậy, có thủy ấy, thì lại thành một cái điểm kích phát cực kỳ lớn cho ngôi nhà. Cho nên là đây là một trong ba cái yếu tố để kích phát mạnh nhất cho ngôi nhà, đó chính là cái điểm kim long, điểm tử này. Đấy, thì cái cổng, cái cửa nó thể hiện cho cái việc là công việc đầu vào cho những cái vượng khí vào nhà. Thì khi mà phân cung lập cực ra ấy, khi mà phân cung lập cực ra thì bản chất cái cửa này sẽ nằm ở hai phương vị, là một là phương vị quý và hai là phương vị xỉu. Cho nên là hôm nay chúng tôi đến đây thì phải trực tiếp để nhắc gia chủ là khi mà vận hành cái ngôi nhà này thì cái thói quen sử dụng cái cửa này cũng luôn phải đóng, bởi vì nó nằm ở sơn quý. Sơn quý thì đang là vận suy khí, cho nên là thường xuyên mở cửa này, cửa sơn xỉu chứ không mở quý. Đấy, là phải dặn dò rất kỹ gia chủ là phải dán giấy lên trên này là thường xuyên đóng, chỉ khi nào mà nhà có việc một năm vài lần ấy thì mới mở cái cửa này thôi, còn đa phần là sẽ đi ở cái cửa sơn xỉu này. Và một cái điểm rất là đặc biệt nữa là năm 2024 thì lộc nó sẽ nằm ở dần, cho nên là ba cái bóng đèn ở dần này sẽ luôn luôn thắp sáng 24/24. Đấy, các bạn có thể thấy là ở sơn xỉu, sơn dần này là cả một cái cửa thoáng. Trước đây là gia chủ rất mong muốn là xây một cái hồ cá ở Đông Bắc này, rất muốn xây một cái hồ cá, chủ nhà rất thích một cái hồ cá, nhưng mà mình đã tư vấn là kiên quyết là không được xây cái hồ cá ở đây. Nếu xây ở hồ cá ở cái phía Đông Bắc, sơn dần với sơn xỉu này rất là nguy hiểm. Còn đi vào phía trong ngôi nhà này, phía trong ngôi nhà thì cái điểm nhấn ngôi nhà này chính là cái bếp giữa Đông và Đông Nam. Cái bếp này sẽ là cái điểm mà điểm nhấn thứ hai của ngôi nhà, nó chính nằm ở cái bếp giữa Đông và Đông Nam, là tốt cho cả trai trưởng và nữ trưởng. Cùng với đây nó cũng là một cái điểm kích phát tài lộc lớn cho ngôi nhà. Ngược lại bên đằng sau này là có một cái cửa. Cái cửa này thì có một cái vô tình như này. Trước đây ấy, là trong thiết kế là cái cửa này sẽ đi về phía bên trái. Thì lúc đấy cái cửa chính và cái cửa đằng sau ấy, nó không có thông nhau. Không thông nhau. Khi mà thông nhau thì nó sẽ bị là xuyên tâm sát. Cho nên là khi mà anh chủ nhà anh ấy vô tình anh ấy không để ý cái này, trong thiết kế thì chỉ có một cái cửa đây thôi. Nhưng mà anh vô tình anh làm cả bốn cánh rất là lớn. Thì bây giờ đến là phải đề nghị là anh khóa chết ba cánh này, là khi đi chỉ đi cái cửa này thôi, thì nó sẽ không bị xuyên tâm sát nữa. Đấy, cho nên là nhiều khi là vô tình mình chỉ liên quan đến yếu tố về mỹ thuật mà mình không để ý tới cái yếu tố về phong thủy và đặc biệt cổng cửa thì sẽ để vô tình phạm phải một vài cái xấu. Cho nên là
Nhân tiện hôm nay là có một cái chuyến ghé thăm lại thì mình cũng nhắc nhở để điều chỉnh làm sao cho phù hợp nhất để tránh có những trường hợp mà khi mà thiết kế đúng rồi nhưng mà vô tình mình không biết cách sử dụng thì nó vẫn là thành sai. Đấy, cho nên là đã sử dụng rồi thì lại dán thêm cái tờ giấy để cho dễ nhớ. Đấy. Nhà này là thiết kế lại ngay từ đầu, thành thử là mọi thứ đều hoàn thiện tương đối là đạt yêu cầu. Cái đèn này cũng là cái đèn vàng ở phương vị Tây này, cũng cần phải kích phát thường xuyên. Đối với chủ chủ nhà với cái tuổi gia chủ ở nhà này ấy, thì những cái phương vị này gọi là phương vị lộc. Phương vị lộc thì đã là phương vị lộc mà lại ở phương vượng, ở vượng khí thì mình lại phải cần kích phát bằng một cái đèn vàng là thắp 24/24. Nếu mà lộc là vượng khí thì mình thắp đèn vàng, mà nếu điểm lộc là suy khí thì mình dùng tiểu cảnh nước. Thì đấy nó là cái nguyên lý, chứ không phải là nhà nào cũng giống nhà nào, bởi vì là mỗi một ngôi nhà thì tuổi gia chủ sẽ khác nhau, và tuổi gia chủ khác nhau thì cái điểm mà lộc mã quý nhân nó sẽ không khác nhau. Thì khi mà điểm lộc mã quý nhân khác nhau thì mình lại kích phát nó sẽ khác nhau. Đấy, thành thử là về và về đại cuộc thì có thể là giống nhau, nhưng mà cái điểm kích phát tài lộc nó sẽ khác nhau, bởi vì nguyên nhân là mỗi một gia đình thì tuổi của các thành viên nó sẽ khác nhau. Thì trong nhà này có một cái điểm nhấn nữa, nó chính là cái điểm nhấn, đó là cái thang máy này. Cái thang máy thì các bạn hình dung là trong phong thủy ấy, thang máy nó là một cái điểm mà nó luôn luôn kín bốn phía, thì nó làm mất khí. Thì khi mà làm mất khí thì thang máy nên để ở những phương vị suy thì nó mất cái khí suy ấy, thì nó lại ok. Chứ nếu mà thang máy mà ở phương vị vượng ấy, thì nó lại không tốt. Thì cụ thể thang máy này nó đang nằm giữa đông và đông nam thì nó làm mất cái khí suy đấy thì lại đạt yêu cầu, không vấn đề gì cả. Nhưng mà ví dụ như là trong một cái ngôi nhà ấy, mà thang máy ở phương vị Tây Bắc hoặc là ở Nam ấy, là hai cái vị trí mà vô cùng bất lợi cho đàn ông. Cho nên là cụ thể trong trong ngôi nhà này thì thang máy đang được đặt ở giữa hai cái phương vị suy thì sẽ không ảnh hưởng đến những người trong gia đình. Đấy. Các bạn xem phòng khách này. Phòng khách này đang là ở phương vị Bắc. Phòng khách này thì có hai cái cửa sổ. Thì bên ngoài này chính là cái điểm tử, điểm Kim Long. Đấy. Nhưng mà cái điểm 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 tử này nhá, thì khi nạp khí thủy vào thì mình vẫn phải kiểm soát này. Cái cửa này mở rất là ít để cái lượng khí nó vào vừa phải. Các bạn hình dung là trong một cái ngôi nhà thủy nhiều quá hay phong nhiều quá nó dư nó đều không tốt, mình luôn luôn vừa phải cân bằng thì nó sẽ đạt yêu cầu. Và phía xa xa này, phương vị Bắc là suy khí, thành ra là cái hàng rào, các bạn có thể thấy cái hàng rào trước mặt này, hàng rào trước mặt nó rất là thoáng, nó sẽ đưa khí vào nhiều. Thì đang tư vấn cho gia chủ là lắp hai cái tấm kính, tức là phía bên ngoài nhà vẫn nhìn được vào bên trong thông thoáng, nhưng mà cái tấm kính ấy nó sẽ cản khí lại để cái lượng khí vào nó vừa phải thôi. Còn khí vượng nó sẽ vào trực tiếp từ cái sơn xỉu, từ cái cổng chính và từ cái cửa chính, còn cái khí suy vào vừa phải thôi, mình dưỡng phương vị Kim Long thôi. Chứ còn điểm tử mà để khí vào quá nhiều thì rất là nguy hiểm. Cho nên là cái cách xử lý cái điểm tử này, cách sử dụng cái điểm tử này, nếu mình biết cách sử dụng thì kích phát cực kỳ mạnh, nhưng mà mình không biết cách sử dụng hoặc là sử dụng chưa tới thì nhiều khi nó sẽ phản tác dụng. Đấy, cho nên là cái điểm tử này là cực kỳ lưu ý. Biết sử dụng nó thì lại rất là tốt, nhưng không biết sử dụng thì lại rất tai hại. Đấy, rất tai hại. Thì cụ thể nhau trong ngôi nhà này là cái điểm nhấn, nó chính là cái điểm tử này. Các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh phát triển hơn nhé.